Hi everyone, welcome back to my Hollow Knight Mega Gameplay channel. Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Hollow Knight Mega Gameplay. Mình trong series 8 tựa game này. Hãy bắt đầu luôn tựa game đầu tiên trong video này cùng các bạn nào. Adventure. Bắt đầu ngay các bạn nhé. We need to save this game. Everyone, các bạn. Bắt đầu con quái vật. 291 này. 3913. Bắt đầu cuộc chiến tranh nào bạn. Explore. Chứ khóa chắc chắn làm cho cái phòng này rồi. Greenhouse key. Mày chắc đòi một cái phím kia nào. Cái kia kia đâu bạn, vẫn chưa phá đi. Kết nối nguồn điện cho bộ công tắc này bạn.
vô chơi trước khi mở được cho họ nhiều bạn nhé. Để hộp kem xuống nào bạn. Xin rất là ta bằng lên hộp xuống nào. Bây giờ lúc đến lúc chưa quan sát ice cream man đấy gọi nhỉ. Ok chúng ta đi đâu bạn. Em làm đàn rồi. Ok, chúng ta đã kiến cho và thật sự mình rơi chìa khóa ra ngoài rồi bạn. Ok, giờ bước cho cần chú thoát vào đây. Gummy, come in. It's cold. Let's go. Thank you.
Mẹ đủ khí cho chúng ta chết chìa khóa của hồng đồ vũ khí đó. Chết tiền của chúng ta nhỉ. Khẩu súng cũng như những cái đạn này vậy. Thank you.
karaoke ก่อนไม่ใช่ไม่ใช่จะปานะมาดูอย่างไรก่อนA human born and a mushroom.Small chest ski นะครับAslam.
cần tìm đủ là 8 thất giới thì có thể cho thoát của Slenderman này các bạn.
Vẫn chuyển qua tiếp theo là Sitting Head View. To her parents and guided her toys away. We should run over toys at all. Where are you?
Command Drive đấy. Cùng mình tìm một số những cách để có thể ra vào đây. Ok, lên cái đầu tiên này chúng ta có thể sửa thoát vào nhà một người bạn. We are free. Выручи меня, братан. Скоро буду. Ultimate custom night. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trong channel Horror Nightmare Gameplay. Thank you.